Tới gần 18 giờ chiều 21 tháng 4 năm 2018, đội xử lý tai nạn quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ 1K làm cho hai phụ nữ bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút, chị Trần Thị Bích Thủy, 44 tuổi, lái xe máy chở theo chị Phạm Ngọc Huệ, 45 tuổi, chạy trên quốc lộ 1K theo hướng Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa qua giao lộ với đường số 9, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, xe máy va chạm với xe tải do anh Phạm Ngọc Hòa, 44 tuổi điều khiển chạy cùng chiều bên trái. Va chạm làm cho hai người phụ nữ ngã xuống đường, chị Huệ bị bánh xe tải cán qua người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, còn chị Thủy bị trầy xước khắp người. Được biết, hai phụ nữ này vừa đi chùa Châu Thới ở Bình Dương và đang trên đường về thì xảy ra tai nạn. Sự cố đã làm cho giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc.